Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc quạt Sanyo rất là đẹp. Con này thì như anh em có thể thấy hàng về thì còn full thùng xốp luôn. Thùng và xốp nha anh em. Đó, đây là rất là hiếm. Cái quạt này thì là Sanyo cánh 30. Anh em có thể thấy tất cả logo rồi là giấy tờ vẫn còn đầy đủ. Đẹp keo luôn, anh em có thể thấy. Lồng xi mạ rất là đẹp, sáng bóng, Sanyo, phần thân, đó, rất là đẹp. Nói chung là không có gì chê con này cả. Hàng full box thì anh em thừa biết là nó đẹp nào. Và đặc biệt anh em có thể thấy cái thùng nó rất là mới. Rồi. Con này thì nó sử dụng cái công nghệ motor Ritz, Rest motor rất là mạnh. Thường Sanyo thì anh em sẽ thấy được là cái dòng Red motor rất là khủng. Đó, giấy tờ đầy đủ nha anh em. Cánh 30 là sẽ test cho anh em. Quạt rất là êm. Con này hàng về thì nó chạy hoàn hảo luôn. Tại vì nó mới nên là không cần phải dầu mỡ gì cả. Cứ thế là bán thôi. Đẹp quá. Anh em nào mà thích chơi hàng full box thì có thể liên hệ mua con này. Rất là đã. Anh em có thể thấy đúng là chơi đồ full box thì nó cũng có cái thú riêng. Nên là có nhiều anh em thích chơi đồ full box cũng phải thôi. Rồi cảm ơn tất cả anh em nhé. Anh em nào mà yêu thích chiếc quạt bàn Sanyo full thùng xốp như thế này thì liên hệ với em. Cảm ơn tất cả mọi người. Đó. Rất là êm. Con này thì số là số 3 cấp điện 100V. Đó. Rồi, cảm ơn mọi người.